mừng toàn thể quý vị và các bạn đang quay trở lại với chương trình Bốc Thăm May Mắn nhân dịp tri ân khách hàng mừng sinh nhật Di Động Việt lần thứ 6. Và hôm nay là buổi lễ trao giải chủ nhân của chỉ vàng 4 số 9 trong tuần thứ 3. Và như vậy là chủ nhân sở hữu chỉ vàng 4 số 9 may mắn trong tuần thứ 3 là anh Hứa Lập Tri ở địa chỉ quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ vị khách hàng may mắn này quý vị nha. Chào anh ạ, anh có thể giới thiệu đôi nét về mình cho quý vị cùng biết được không ạ? Mình tên là Hứa Lập Tri, hiện đang làm tại Tân Bình. Nhà mình ở quận Thủ Đức. Khi mà mình tham gia chương trình bốc thăm á thì mình có nghĩ là mình là trúng giải không? Thật sự thì lúc mà tham gia bốc thăm thì mình không có nghĩ là mình sẽ trúng giải. Vậy thì khi nhận được cú điện thoại mà thông báo là anh lên nhận giải thì cảm xúc của anh lúc đó như thế nào? Thật sự lúc đó là rất là bất ngờ khi mà mình có thể trúng giải thì cũng vui. Một chút vui. Một chút vui thôi hả? Chúc mừng anh ha. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ tiến hành xác nhận thông tin để nhận giải anh ha. Và bây giờ chúng tôi xin được trân trọng kính mời chị Phương Huỳnh, trưởng chi nhánh Di Động Việt ở số 117 Nguyễn Bính Khiêm sẽ lên trao giải cho vị khách hàng may mắn của chúng tôi. Xin mời chị. Vâng, và xin được cảm ơn chị Huỳnh và chúc mừng anh Tri. Và kính thưa quý vị, như vậy là chủ nhân thứ 3 của chỉ vàng 4 số 9 đã xuất hiện. Như vậy vẫn còn 3 chỉ vàng 4 số 9 đang chờ đợi tất cả quý vị và các bạn. Hãy nhanh chân đến với Di Động Việt, chỉ cần hóa đơn 2 triệu đồng, quý vị và các bạn sẽ có cơ hội tham gia bốc thăm may mắn để sở hữu về cho mình những giá trị quà tặng vô cùng độc đáo và ý nghĩa. Và buổi lễ trao giải hôm nay cũng khép lại chương trình bốc thăm may mắn của tuần thứ 3. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn vào buổi lễ tuần sau. Thực sự khi mà mình trúng giải thì mình rất là bất ngờ. Khi mà mình mua ở Di Động Việt thì cái mà mình hài lòng nhất đó chính là cái sự phục vụ của người bán hàng và nhân viên. Các bạn hãy đến Di Động Việt, có thể ring về phần quà là một chỉ vàng 4 số 9.